Rồi lời nói đầu tiên cho thay mặt kênh Cao Nguyên xin gửi lời cảm ơn các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn xử lý game mai sau khi chơi tết xong nha các bạn. Thì đây là một cái game mai nó cũng tàn nè các bạn và không còn tết nữa. Thì bây công việc đầu tiên á thì nên là bấm bỏ những cái nụ ra này các bạn. Cắt bỏ đi ha, nhầm không cần thiết để giữ lại đâu. Có thể chúng ta nếu mà chúng ta để cho nó ở hết thì cũng được, nhưng mà chúng ta nên xử lý sớm, qua Tết chúng ta xử lý sớm rồi tránh mất sức cho cây ha. Hớt thì hớt, chúng ta chỉ chừa lại nữa, sau này nó sẽ rụng ra cái tược mới nè. Đó. Đó các bạn. Rồi đây là những cái trái này, đây là cái mai, đây là trái nhóc rất là nhiều các bạn. Con số anh em hỏi là mua mà hộp mai đại lộc thì nó cũng không có ra giống mai đại lộc luôn nha các bạn nên lưu ý là bấm bỏ đi thôi. Giờ hết rồi các bạn. Vậy khi nào chúng ta mà muốn nuôi hộp thì chúng ta mới giữ lại thôi, còn không thì chúng ta cắt bỏ nè. Những cái nụ các bạn thấy không, bông này. Rất là đẹp ha. Bốn tay nhưng mà vẫn phải cắt bỏ. Không còn chơi nữa thì cứ cắt bỏ đừng có tiếc nha các bạn. Để tránh cái nuôi qua để tập trung dinh dưỡng nó nuôi lá trong giai đoạn này ha. Và đối với những cái mai tàn thì chúng ta nên bấm bỏ những cái tàn bớt để nó ra cái tàn mới. Còn này là cây bonsai không bấm được các bạn. Cắt bỏ thôi. Đó. Những cái nụ hoa thiệt đẹp nè, không phải bấm bỏ nữa. Rồi bấm cũng tương đối hết rồi đó các bạn ơi, thì cứ để lá cho nó ra thôi để nó nuôi lại cây. Trong quá trình chúng ta chơi cây tết thì bắt đầu nó sẽ rất là mất sức cho cái cây mai của chúng ta ha. Vì việc như thế này thì chúng ta sẽ tập trung dinh dưỡng để chúng ta nuôi lại. Thì theo kinh nghiệm của mình thì thường nếu mà qua sau khi chơi tết xong thì mình sẽ bón lại hai cái loại phân cho cây mai, đó là phân hữu cơ và cái loại phân NPK 25-25 năm trung bình lượng ha, rồi để giúp cái cây phục hồi lại. Thì cứ như thế chúng ta bón tầm khoảng 1 tháng chúng ta sẽ bón lại 1 lần. Hữu cơ thì chúng ta sẽ tầm khoảng 3 tháng trở lên chúng ta mới bón lại ha các bạn. Còn phân mà NPK, phân mà 25-25 năm mà các bạn mình sẽ có hai cái loại nè, giới thiệu với các bạn luôn. Đó, thì thôi mình sẽ mở ra để chia ra để tiếp tục bón vô xử lý lại cái dinh dưỡng cho cây mai ha. Đó, thì đây là một cái cây mai mà mình sẽ tiến hành mình chơi tết xong rồi. Rồi thì đây là hai cái loại phân hữu cơ mình sẽ tiến hành mình chia sẻ với các bạn nè. Đây là hai cái loại phân hữu cơ mà đây, và cái này là phân anh nào BK này các bạn, 25-25 năm này ha. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình xử lý lại cho các bạn xem. Đây đã đổ ra ra có cái dạng viên thế này nè các bạn. Đó, là đây là phân hữu cơ mà từ những cái xác động vật rồi các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bỏ thôi để xử lý lại cái dinh dưỡng cho cây mai. Thì sau khi chơi tết xong thì cây mai bắt đầu nó cũng có dấu hiệu nó
bị hết sức dinh dưỡng do chúng ta một phần chúng ta lật lá, một phần chúng ta để trong mát, và thứ hai nữa là chúng ta nuôi cái bông một cái thời gian rất là dài, cho nên cây phần nào cũng bị yếu các bạn. Thì chúng ta sẽ đem ra nắng để lại, chúng ta đem ra nắng tiếp tục bón những cái loại phân vô ha. Có thể có nhiều cái loại phân hữu cơ thì chúng ta có thể lựa chọn, mình sẽ sử dụng cái loại phân hữu cơ mà màu xanh như thế này đó. Mình sẽ cua lỗ các bạn, cua đều lên đó. Chúng ta có thể gãy, nhưng mà ở đây mình thường mình sẽ xơm lỗ, chúng ta đừng có sợ đứt gãy nha các bạn, bình thường thôi, không có vấn đề gì xảy ra, đứt gãy vẫn bình thường. Rồi đây cứ xơm mặn sẵn xuất, chúng ta bấm gãy cái mai nó còn không chết nữa, thì nó xơm thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cái mai chúng ta đâu. Đó, mình sẽ xơm lỗ đều hết. Rồi thì đầu tiên thì mình sẽ tiến hành mình bỏ cái kích phản vô các bạn. Đó. Bỏ cái phân hữu cơ kích phản vô ha. Rồi, tiến hành trâu này thôi. Rồi bỏ cái phản ha, bỏ lỗ, mình sẽ tiến hành bỏ lỗ nè. Để lỗ cái bên là mình sẽ bỏ phân nào BK vô. Đảm bảo cái dinh dưỡng cho cây nó phát được tốt hơn nha. Đối với một số cây mai mà chúng ta trồng một thời gian mà lá nó nhỏ xuống, lá nó không được xanh á, thì chúng ta nên biết là cái mai chúng ta bắt đầu nó hết chất dinh dưỡng rồi các bạn. Thì phân hữu cơ ở phân NPK các bạn mình chỉ bỏ ít thôi, còn phân hữu cơ mình sẽ tăng cân cường bỏ nhiều lên ha. Đây nãy mới bỏ. Rồi. Đây là cái phân hữu cơ. Phân hữu cơ nên bỏ ít. Ủa xin lỗi các bạn, phân mà anh Hải bị cảm ra nên bỏ ít cái sòi những phân hữu cơ nha, làm chấm cái loại sóc phân, tại vì phân hữu cơ nó rất là mạnh các bạn, nó bỏ như thế này thì đảm bảo cái dinh dưỡng tập trung cho cây. Còn đây là cái phân hữu cơ thì ok mà. Giúp cho cây nó phát triển lại rất là mạnh. Tục gãi nhắm nhỏ cho thôi, dài hộp cho một cái lỗ thôi. Rồi chúng ta tiếp tục bón sau một tháng nữa. Rồi con lỗ này là xong rồi các bạn, chúng ta đem ra nắng để chúng ta nuôi lại thôi. Sau gì tết chúng ta sẽ vô phân, tưới nước giữ ẩm đầy đủ thì cây chúng ta nó sẽ phục hồi lại mai thôi các bạn. Đó thì đó là quá trình chúng ta chăm sóc cây mai chúng ta ha. Rồi thì đó là mình đã chăm sóc xong cái phần cái mai sau tết rồi đó các bạn, thì cứ như thế thì chúng ta sẽ chăm sóc tốt cái mai chúng ta thôi. Và ngỡ xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ đăng ký để ủng hộ cho kênh ha, nhớ xịt thuốc mà sau khi về đó xong các bạn, một số cái loại thuốc trừ sâu và bảo chỉ, cái thứ hai là cắt các loại nấm nha. Rồi thì như thế thì chúng ta sẽ đảm bảo cái mai chúng ta nó phát triển tốt thôi, chăm sóc phải thường xuyên các bạn ơi. Có những nụ bỏ hết luôn. Rồi một lần nữa xin cảm ơn các bạn, xin chào, nhớ đăng ký để ủng hộ cho kênh, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.